hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. À, đã rất lâu rồi mình không có làm những clip liên quan đến việc là uh, chia sẻ những cái tip trick hoặc là những cái vấn đề về trong uh, trong cái game web này này. có lẽ là trong clip này mình sẽ quay lại uh, một cái chủ đề và nêu lại một số những cái mà phản hồi của Dev uh, dành cho cái game này trong cái việc phát triển cái game sắp tới, dành cho những anh em uh, chúng ta chưa có nhiều điều kiện thời gian chúng ta theo dõi cái các cái phản hồi của Dev trong thời gian gần đây. Ok, thì cái đầu tiên là cái việc mà uh, tăng uh, gọi là một cái buff dành cho cái uh, anti-tank gun. Đấy, một buff dành cho cái đơn vị uh, pháo chống tăng uh, pháo chống tăng của Đức. Thì hiện tại như anh em thấy là cái dòng pháo chống tăng của Đức ở phiên bản 3.0 uh, 3 này hiện tại là đang bị gọi là đang bị nét vế so với những cái đơn vị khác trong chiến trường mà cụ thể là cái chiến trường uh, Moscow Ý như anh em để ý thấy là những cái chiến trường Moscow chúng ta sẽ thấy là cái việc mà sử dụng pháo chống tăng nó không đem lại một cái hiệu quả gì cả bởi vì là cái lối chơi cái gameplay hiện tại của cái game này nó đang xoay quanh vấn đề về tập đoàn quân mà tập đoàn quân thì nó rất nhiều nó rất đông mà bên nào sở hữu được khối lượng tập đoàn quân lớn thì bên đó sẽ nắm chiến thắng ở trong cái trong cái game này chứ còn hiện tại boss hoặc là các đơn vị ưu thế của các đơn vị nó không còn nữa mà thay vào đó là ưu thế của tập đoàn quân mà đã là lên đến tập đoàn quân thì nó những cái đơn vị nó sẽ có sự bổ sung những cái điểm uh, gọi là nhược điểm cho nhau Được. thế thì tại sao lại uh, phải, cần phải búp anti uh, antitan gun này mà bởi vì chúng ta thấy rằng là cái tốc độ di chuyển của 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 pháo này nó cực kỳ chậm hai nữa là tốc độ bắn cũng chậm và ba nữa là nó rất kén rất kén đối gọi là đối đối tượng rất kén đối tượng là tại sao là bởi vì là nó phụ thuộc vào chỉ số xuyên giáp này này bởi vì là nếu như mà chúng ta nâng nó lên cao quá thì nó bị xuyên nó bị quá cái phần xuyên giáp thì nó lại giảm đam mà chúng ta nâng thấp thì nó lại không có được xuyên đổi giáp thì cũng lại giảm đam đó cho nên là, là 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 cái xu hướng mà hầu như là rất nhiều người chơi họ sẽ chơi dòng diệt tăng chứ thay vì là là chọn cái này bởi vì diệt tăng nó sẽ có sự cơ động ở trên chiến trường đó. đấy. thì đã có một số ý kiến phản hồi về việc là búp lại cái anti tăng gan này thì đép cũng đã có một cái gần đầu thì có lẽ là trong cái phiên bản cập nhật sắp tới 3.04 3.05 thì mình hy vọng là anti tăng gan sẽ quay trở lại đối với game webpad cái thứ hai là cái vấn đề về búp hiển thị các cái búp thực sự cho một unit thì như anh em đã biết ở trong game này thì chúng ta một cái đơn vị uh, unit này này nó nhận được rất nhiều những cái búp khác nhau ví dụ búp từ sĩ quan búp từ công nghệ búp từ uh, từ 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 clan uh, cái phần công nghệ của clan hoặc là bút từ tập đoàn quân nhưng mà tất cả những cái bút đó nó không thể hiện ở trong cái phần uh, phần phần chỉ số này Đấy, do nên là nhiều anh em rất khó tính và thực tế là nó sẽ rất khó nhìn nếu như mà cái game chiến thuật chúng ta cần phải càng chi tiết càng tốt thì như như thế chúng ta mới tính được đến lối chơi chiến thuật thế thì ở đây thì uh, dev cũng đã gần đầu rằng là sẽ cho hiển thị các cái bút này ở bản 4.0 nhớ nhé là 4.0 thì cái phần chi tiết của các đơn vị nó sẽ rõ ràng hơn một chút nữa Đấy, mình không biết là nó họ sẽ thiết kế như thế nào nhưng mà chắc chắn là có rồi cái phần thứ ba là di chuyển cùng tốc độ của tập đoàn quân hoặc là di chuyển theo đội hình thì cái này đép cũng đã gật đầu rằng là sẽ có một cái hướng phát triển dành cho cái việc này tức là chúng ta hình dung là khi mà chúng ta thành lập tập đoàn quân mà hỗn hợp giữa các đơn vị khác nhau ví dụ bộ binh pháo rồi là diệt tăng rồi là xe tăng thì tất cả những đơn vị này họ nó chạy nó chạy với cái mắc tốc của nó, đó, nó chạy mắc tốc của nó cho nên là uh, diệt tăng hoặc là xe tăng nó sẽ chạy nhanh hơn pháo, pháo sẽ luôn bị bỏ lại phía sau và như vậy thì uh, sẽ thiệt hơn trở trên chiến trường. Thế thì ở đây thì nó cũng sẽ có những cái hướng phát triển là dành cho cái việc là duy trì cùng tốc độ có lẽ cùng tốc độ là sẽ lấy cái tốc độ của cái ông chậm nhất để làm mốc Đó, di chuyển cùng nhau và di chuyển theo đội hình ví dụ đội hình mũi tên đội hình hình chữ nhật hoặc là đội hình vòng cung vân vân yeah. cái thứ tư là liên quan đến sĩ quan quan mà dư thừa tượng ví dụ như là spanner này spanner là đang bị dư thừa thì những cái nhiệm vụ hàng ngày nó vẫn cho tượng của spanner thế thì ở đây Dev cũng đã có một cái gật đầu liên quan đến việc là uh, họ đang làm rồi đang làm cái việc là cho phép chúng ta tái chế cái tượng dư thừa này sang cái mục đích khác thì mình không rõ là họ sẽ cho sử dụng sang mục đích gì và như thế nào nhưng mà chạy cái này là chắc chắn là có anh em cứ tích vào đi đó và chúng ta cũng đừng vội chúng ta không cần phải lo lắng lắm cái uh, thứ năm cái thứ năm là liên quan đến không quân có đề xuất cho rằng là chúng ta nên có hai sĩ quan máy bay hai sĩ quan máy bay thay vì một như thế này cũng đã ok là cái phần phát triển các bản cập nhật tiếp theo thì họ sẽ cho phép là chúng ta sở hữu hai cái slot dành cho sĩ quan vậy thì như vậy là mùa Moscow sắp tới thì chúng ta mùa Moscow này thì nó đã có cho chúng ta một cái sĩ quan máy bay là switcher vậy là được có bốn nhưng ở đây chúng ta có ba slot vậy chúng ta thì thiếu hai sĩ quan máy bay nữa vậy dự đoán là mình theo mình dự đoán là cũng sẽ có thêm một cái sĩ quan hoặc là hai sĩ quan dành cho máy bay nữa thứ sáu cái mục thứ sáu là chuyển leader của tập đoàn quân khi anh em thành lập tập đoàn quân thì uh, cho phép chuyển leader nhiều anh em uh, cho rằng là chúng ta cần phải có một cái tính năng là chuyển uh, cái người lãnh đạo của tập đoàn quân lấy sang cho người khác bởi vì nhiều khi anh em bận chúng ta không thể giải tán được mình bởi vì như thế thì nó mất cái cơ hội chiến đấu thế thì uh, uh, dep cũng đã nói rằng là họ sẽ xem xét cái yếu tố này và sẽ có lẽ là sẽ bổ sung vào trong các cái uh, phần uh, chơi tiếp theo. Rồi cái mục số 7, mục số 7 là có lẽ nhiều anh em uh, đang mong muốn, đang uh, rất cần, đấy là cái vấn đề về đổi xe, sự kiện đổi xe. Như uh, thì đép cũng đã gần đầu là sẽ có sự kiện đổi xe nhưng chưa phải là hiện tại, chưa phải là thời điểm này. Còn thời điểm nào thì mình không rõ nhưng mà chắc chắn là sẽ có một sự kiện đổi xe dành cho anh em. Cho nên anh em cứ cố gắng đợi thôi. Phần số 8 là ý kiến về việc tăng độ khó của lính nhảy dù, tăng thêm level và tăng thêm quà. Thế thì cái này nó sẽ có một cái hệ lụy hệ lụy có nghĩa rằng là gì nếu như mà cái sự kiện này nó diễn ra thường xuyên thì anh em sẽ có những cái đơn vị mà có các bản vẽ dễ dàng kiếm được hơn đó, mà khi mà bản vẽ đã kiếm rất dễ như vậy rồi thì cái việc mà chênh lệch giữa người chơi bình thường và người chơi nạp tiền nó sẽ ít đi cái này là một cái hệ quả nhé yeah. bởi vì là thêm level của lính nhảy dù thêm thêm cái level và quà của lính nhảy dù thì như hiện tại anh em thấy là cái quà nó đã rất là hậu hĩnh rồi đúng không mà chúng ta hầu như chúng ta không mất gì cả người chơi free cũng được, người chơi chay cũng được, người chơi nông dân hoặc thậm chí nạp tiền cũng vẫn thế đấy nhé. nên là nó sẽ đem lại một hệ quả là nó sẽ không có sự phân cấp giữa người chơi. số 9 là sự kiện về Moscow F có nói rằng là mùa Moscow 2 và mùa Moscow 3 sẽ cho phép là sửa lại sẽ sửa lại những cái cơ chế về xếp cặp giữa các đội đấu với nhau. mình chưa biết rõ là họ sẽ sửa theo kiểu gì. Nhưng mà Dev đã đồng ý và đã xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc là sửa lại cái cơ chế này Bởi vì để tránh trường hợp là 2VS6, 1VS7 hoặc là 3VS5 Ít ra thì phải 4VS4 bằng kèo nó phải ngang nhau Đó, đấm nó thì nó mới hay Thế thì cái này là đã được xem xét Và cái cuối cùng liên quan đến chế độ VIP từ VIP 20 trở đi Ở đây mình không hiện được, nhưng từ VIP 20 đi, cái quà hàng ngày này Quà hàng ngày của VIP 20 đến VIP 25 hoặc thậm chí là các cái lợi ích mà VIP đem lại thì cũng sẽ được sửa lại cũng sẽ được sửa lại theo cái mức tương ứng dành cho cái hệ thống vip. Đấy và mình chưa thấy cái game nào mà vip lên vip 25, có lẽ là sau này đến khi mà uh, sang năm thì có lẽ là vip 50. mươi, <laughs> vip 50 mà nếu như không có sự khác biệt rất lớn thì cái vip tăng lên này nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Rồi có lẽ là uh, đấy là trên đây là 10 cái 10 cái điểm uh, mà mà phản hồi mà đáp uh, được đép phản hồi về những cái thay đổi sắp tới ở trong cái game này thì mình điểm qua trong cái clip này để anh em nắm được. À, dành cho những anh em chưa biết hoặc là dành cho những anh em chưa có thời gian thì chúng ta theo dõi chúng ta sẽ biết được những cái thay đổi sắp tới và từ đó để chúng ta sẽ có những cái thay đổi trong tư duy trong đối chơi hoặc là trong dự đoán trong đối chơi tiếp theo của cái game này. Rồi, ok có lẽ là clip của mình cũng đã dài thì mình xin phép tạm dừng tại đây. Nếu như anh em có những câu hỏi gì thì xin anh em để lại phần comment thì mình sẽ có thời gian mình sẽ phản hồi lại cho anh em ở trong các clip khác. À, goodbye, see you again.